Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng vừa phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động nhằm hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng có gần 2.000 lao động. Đợt ra quân lần này, đơn vị triển khai dọn vệ sinh trong từng phân xưởng và khuôn viên xung quanh công ty, trồng, chăm sóc cây xanh, khơi thông cống rãnh, v.v. Tại lễ phát động, các khối sản xuất và phòng ban của công ty đã ký cam kết bảo vệ môi trường, xanh, sạch đẹp và an toàn. Theo đó, các đơn vị cam kết thu gom, phân loại và đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn nơi làm việc xanh, sạch đẹp và an toàn tuyệt đối, tổ chức ra quân dọn môi trường thường xuyên, ít nhất mỗi tháng từ 1 đến 2 lần, sử dụng hợp lý và tiết kiệm văn phòng phẩm, vật tư, nguyên vật liệu. Phải xác định rằng vệ sinh công nghiệp là một cái nội dung rất là cốt lõi trong cái việc tổ chức sản xuất của công ty. Có vệ sinh công nghiệp mới đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm, có vệ sinh công nghiệp mới đảm bảo được cái điều kiện môi trường cũng như là cái an toàn hơn cho người lao động để người ta yên tâm hơn trong quá trình công tác. Và đặc biệt là có vệ sinh công nghiệp nó mới nâng cao cái ý thức được bảo vệ sản phẩm cũng như là trách nhiệm với sản phẩm của mình. Lần này chúng ta ra quân với cái mong muốn rằng để nâng cao cái vai trò của người công nhân ở một tầm cao mới, trách nhiệm của người công nhân ở một cái mức độ cao hơn để cho người công nhân biết rằng bản thân mình cũng góp phần vào cái việc ổn định chất lượng cũng như là nâng cao cái giá trị của thương hiệu. Đợt thi đua cao điểm này được phát động xuyên suốt từ nay đến ngày 28 tháng 4, qua đó nhằm cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên công ty trong việc bảo vệ môi trường, tạo thói quen tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường của mỗi người lao động, thực hiện tốt phương châm vì một môi trường không có rác thải, bảo vệ sức khỏe và môi trường sống, môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, nâng cao năng suất trong toàn công ty. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hướng đến sự kiện Ngày Trái Đất năm 2022. Đối với công ty thì hiện nay sử dụng là khoảng gần 2.000 cái thùng rác như thế này. Cái này được làm từ lấy từ là cái thùng sơn các thứ, rồi là thùng sơn còn lại thì vệ sinh lại, là bắt đầu khoan lỗ sau đục dưới các cái gốc cây như thế này để là sau người công nhân người ta quét những cái lá cây khô bỏ vào đó, và sau một thời gian thì nó lại tự nó hủy. Trước đây công ty tốn một khoản tiền tương đối lớn để là xử lý gửi cho môi trường đô thị để xử lý, bây giờ thì cứ bỏ vào đây và tạo thành phân nên cả cái khuôn viên của công ty rất là xanh sạch. Đối với người lao động thì cái việc mà tuân thủ nghiêm ngặt cái công tác phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh lao động được đặt lên hàng đầu, người lao động tuân thủ để công tác sản xuất kinh doanh được phát triển ổn định. Với những nỗ lực của mình, nhiều năm liền, công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội tặng bằng khen và cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động.